Congestions, it means, yeah, ok, tắc nghẽn. À, thì opposite with opening, opening là mở thoáng rộng ra. À, trái ngược với từ opening đó là congestion, có lẽ là bị tắc nghẽn lại. Alright, next one, need. Dạ, cần. Ừ, rồi mình nhớ là nếu mà chủ ngữ là người đi với need thì cộng cho gì nào? I Người need, đi I need, I need gì? tu quá. Yes, còn nếu mà À, vật cộng à, need bất ẩn. đi với verb in, alright. I need to cut my hair need cutting, okay. Next one, pros and cons. Pros, Ưu và nhược điểm. Okay. Massive. Đồ sộ to lớn. Okay. À, phần này cũng nếu mình thuộc từ vựng thì mình làm rất là dễ. Alright. Rồi number one, ABCD. Chờ em một chút. Okay. Rồi, ok. Rồi, let's go. Number one, please. Câu thầy. Yeah, okay. Please switch off all of electrical equipment. All right. What does it mean, Phương An? Please switch off. Vậy cái từ switch off này có nghĩa là gì em? Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện trước khi mà rời khỏi cái văn phòng. Ừ, thì mình có từ switch off. Nãy mình cũng cô cũng nói rồi đó. Switch off thì bằng nghĩa với từ gì nè? Dạ, tắt. Đúng rồi. Turn off. Ok. Rồi, turn off sẽ opposite with switch on. Thì switch on thì sẽ đồng nghĩa với từ Turn on. turn on. Alright. Còn C, turn down nghĩa là gì em? Turn down. Turn down. Ok, turn down thì chúng ta sẽ có hai nghĩa ha. Một là có nghĩa là phản đối, reject. Hai có nghĩa là chúng ta bật nhỏ xuống. Alright. Còn turn up có nghĩa là awry. Nghĩa thứ nhất nó là awry. À, có nghĩa là xuất hiện, turn up. À, hoặc là nghĩa thứ hai có nghĩa là dặn to lên, turn up. Right. Rồi, number two, her great performance of balance attention from the audience. Everyone seemed not to rest when watching her. Okay, ABCD. Câu này em chưa chọn. Rồi, đọc kỹ lại lần nữa, chọn thử rồi. Her great performance of balance attention from audience. Everyone seemed not to breathe when watching her. Rồi, có nghĩa là cái buổi biểu diễn giữ thăng bằng của cô ấy, buổi diễn biểu diễn giữ balance có nghĩa là giữ thăng bằng của cô ấy á, thì có vẻ như là attention có nghĩa là sự chú ý, thì rõ ràng là thu hút được cái sự chú ý của khán giả. Thì các em nhớ giúp cô cái cụm từ là thu hút sự chú ý của khán giả, đó là grab attention ha. Cái từ grab này thì nó sẽ tương đương với từ attract, có nghĩa là mình thu hút sự chú ý từ ai đó. Thì nó là xem như từ attract. Rồi, everyone seemed not to breathe when watching her. Nghĩa là mọi người dường như là không thể thở được khi mà xem cô ấy trình diễn. Nên là rất là gọi là rất là hồi hộp á. Nhớ cái từ breathe. Thì cái từ breathe này á, thì sẵn đây em cũng nói lại một cái từ mới giúp cô luôn ha. Đó là từ breathtaking view. Breathtaking view nghĩa là gì á Phương An? Cái từ này chưa? Breathtaking view. Ví dụ mình đi Đà Lạt đi, mình sẽ rất là choáng ngợp với những cái cảnh đẹp ở trên Đà Lạt, thì chúng ta sẽ dùng cụm từ gì? Breathtaking view có nghĩa là những cái cảnh đẹp mà đến nỗi là choáng ngợp, thì mình cảm thấy choáng ngợp, khó thở, nó đẹp đến kinh khủng. Thì nó gọi là breathtaking view. Alright. Rồi ha, nhớ nha, mình có cụm từ đó, grab attention có nghĩa là thu hút sự chú ý từ ai đó. Rồi em nhớ ở đây mình có thêm cái ngữ pháp nhỏ ở đây nè. Ví dụ như sau seem, seem là dường như cái gì đó. Em nhớ sau seem là mình sẽ đi với to verb. Seem cộng to verb dường như cái gì đó. Rồi number 3.
Number 3, ABCD. Câu A. Yes, okay. Rồi câu này nghĩa là gì ấy, Phương An? Polluted smoke released from industrial zones causes harmful effects on local people health. Does it mean? Không khí ô nhiễm hãy ra từ các khu công nghiệp gây ra cái hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân địa phương. Ok, very good ha. Vậy đây nó cụm từ là industrial zone, có nghĩa là những khu công nghiệp. Alright, những khu công nghiệp. Next one, number four. Việt Nam is a... Việt Nam is a câu A, nước nông nghiệp. Ok, in ha, lúc này mình sẽ đọc, mình sẽ chọn đi với mạo từ là in. Việt Nam is an agricultural nation that exports rice just after Thailand. Rồi ở đây chúng ta sẽ dựa vào từ keyword nào để chúng ta chọn được cái cụm là agricultural. Export rice. Đúng rồi, very good. Ok, à, mình có từ là export rice, có nghĩa là xuất khẩu gạo. À, chỉ đứng sau Thái Lan thôi, rõ ràng đó là một đất nước nông nghiệp, à, có đất nước nông nghiệp là agricultural nation. Ok, number 5. He promised to... Tu câu đời. Rồi, finalize nghĩa là gì em? Finalize là... À, he... Vậy anh ấy thì sao? Promise to, hay sao promise cộng to verb nè. He... Anh ấy thì sao? Promise... Anh ấy hứa sẽ kết thúc cái báo cáo trước buổi chiều. Ok, mình có từ finalize ha, là kết thúc, là end cái bài báo cáo đó. Rồi mình có từ maintain, có nghĩa là gì em? Câu A nè. Maintain. Mình học trong bài số 1, số 2, số 3 luôn á. Có từ maintain. Ok, duy trì cái gì đó. Sacrifice. Yeah, hy sinh. Okay, receipt. Yes, receipt. Trước đó. Okay, đi trước đó ha. Number 6. On the life in the câu A. Urban area. À, mặc dù cuộc sống ở thành thị mang lại cho tôi nhiều cái giải trí tiện lợi và hiện đại. Những cái tiện nghi, tiện ích. Nhưng mà tôi vẫn sao? Refer vẫn thích ở nông thôn. Ok. Bởi vì? Bởi vì không khí trong lành và cái chữ cuối này em không biết. Và cái nghĩa là cái cuộc sống đơn giản ở đó. Thì mình cái từ này là danh từ của từ simple đó. Nó đi từ tính từ simple. Alright, symbol là danh từ, symbol là tính, thì tính từ đi từ danh từ này nè, simplicity. Ok, bởi vì mình thích ở dưới miền quê, ở dưới đồng quê, dưới những vùng nông thôn, bởi vì bầu không khí rất là trong lành, rồi cuộc sống cũng rất là đơn giản. Ok, question 7. When asked about where to go, he he recommended. Ok. Ok, he recommended. Thì em nhớ ha, sao recommended thì mình đi với chủ ngữ và đi với verb nguyên mẫu. Đó là cái ngữ pháp hôm trước mình đã học trong bài số 2 á. Ok, recommended. Rồi mình có câu B, decrease và reduce. Nghĩa là gì em? Hai từ này the same như nhau nè. Dạ, dạ. Rồi, aggravated. Nghĩa là gì bác? Aggravated. Dạ. Trầm trọng. Thì nó bằng nghĩa với từ gì nè? Worsen, nói lại luôn, làm trầm trọng thêm, làm gì đó nó trầm trọng thêm, thì aggravated sẽ bằng với lại worsen. Number 8, the invention of the internet is a big revolution of technology. Có nghĩa là gì em? Invention mình ra in Internet là một phát minh Internet là một cái cách mạng công nghệ. Đúng rồi.
mà sao giúp con người làm mọi thứ nhanh hơn, thuận tiện và hiệu quả hơn. Yes, very good.